Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại kế sách Sóc Trăng chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình một số cây mai tàn quý cô chú anh chị ha. Dạ cây lùng lực đế cũ đế quái luôn nha quý cô chú anh chị. À, giá giao lưu hôm nay thì cũng rất là mềm, kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ ạ. Liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chị chủ giúp em với cô chú anh chị ha. Em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề luôn ạ. Dạ hôm nay thì mình có phôi mai nha quý cô chú anh chị. Phôi mai vàng phong cao cũng có, bonsai cũng có luôn ha quý cô chú anh chị nha. Em mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu phôi mai luôn ạ. Xin chào anh Trúng rồi. Dạ rồi, chào Phương, chào cuộc sống, kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Kính chào cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc ạ. Dạ, em là Trung, em ở kế sách Sóc Trăng nha cô chú anh chị. Hôm nay thì em cũng nhờ kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang lên giùm em một clip, nó gồm có 14 cây mai, gồm có 13 cây mai phôi và một cây mai tàn. Hôm nay giao lưu với cô chú anh chị là mai phôi, chủ yếu là mai phôi nha cô chú anh chị. Clip sau em sẽ lên mai tàn nhé. Dạ rồi, số điện thoại của em là 0915977370 nhé. Số này em cũng xài Zalo luôn nha cô chú anh chị nha mình ơi. Để rồi em không làm mất thời gian cô chú anh chị nhé. Cây này cây là cây mã số 01 nha cô chú. Đó. Một cây phôi chực lắc nha cô chú. Có cốt cành luôn cô chú. Cốt cành nhìn cũng khá là đều nha cô chú. Đây, cái đế này cô chú ơi, đó, hai nó bỏ hai cái chân cái đuôi nhìn như con thú á cô chú. Để rồi em sẽ đo thông số rồi em báo giá luôn nha cô chú anh chị nha mình ơi. Cây này dặn lắc khéo tay nha cô chú anh chị. Dạ rất là dễ chơi. Đây, quanh vị trí này em đo được là 27 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Đó. 27 quanh. Đo trên đây cho cô chú luôn nè. Là 26 nha. Rồi, chiều cao là 1m2. Cao 1m2 nha. Dạ rồi, chiều cao là 1m2 nha cô chú ơi. Rồi cây mã số 01 này thì em giao lưu cùng cô chú anh chị giá là 1.700.000 nha. Em bao phí ship toàn quốc luôn nha cô chú. Dạ, như cái cây này thì cái bầu hơi lớn nữa, có gì đó em gọt cái bầu nhỏ nhỏ lại giùm cho cô giùm một chút xíu nha. Chỉ có trên đây khoảng có 2 cây bầu hơi lớn em chưa sửa lại, chưa có thời gian kịp nha cô chú. Đó, 1.700.000 nha. Phôi này là em bao toàn quốc cho cô chú anh chị nhà mình luôn nha cô chú. Cây này nó dặn lắc nhìn khéo cây lắm với cô chú anh chị, phong cao ha. Dạ, mã số 1, 1.700.000. Dạ, rồi em đổi cây luôn ạ. Dạ, mã số 2. Dạ rồi, đây là mã số 2 nha cô chú anh chị ơi. Đó, một cũng là một cây chực lắc nha cô chú. Vàng chi tai cành cũng khá là điêu. Tai cành có nha. Phong cao này nói chung là em sẽ cắt dư dư ra nha cô chú ơi. Em không dám cắt theo ý em nha. Sát vô thì nói chung là mỗi người một ý nha cô chú ơi. Cô chú về cắt lại giùm em xíu nha. Đây. Đế sổ mà nó gom cũ nha cô chú. Đây, đế cũ rất là đẹp nha cô chú. Nè, cô chú nha, mình xem kỹ bộ đế giùm em nha. Đó. Rồi, em sẽ đo thông số luôn nha cô chú. Rồi, vị trí này là 25 nha cô chú ơi. Đó, 25 vành nha. Rồi, đo trên cái cổ eo này nè. Cổ eo này là 24 nha cô chú. Rồi, em sẽ đo cái cũ. Rồi, cũ nạc này là 61 luôn nha cô chú ơi. Rồi em quay một vòng em báo giá luôn nha cô chú ơi. Dạ rồi, cây mã số 02 này là em giá em mong muốn giao lưu cùng cô chú giá là 1.600.000. Dạ, thôi mã số 2 cô chú chị 1.600.000 bao phí ship toàn quốc luôn nha cô chú. Dạ rồi, em xin phép đổi cây luôn. Cô chú mình thích phong cao thì mình chọn mấy cây này ha, có chi cành mà thân lắc nữa nha cô chú chị. Rồi em đổi luôn rồi. Mã số 3. Dạ rồi, tiếp tục là cây mã số 3 nha cô chú. Cây này thì hoành không được lớn mà tai cành nó đẹp cô chú. Tai cành nó đánh qua nhậu hết rồi nha cô chú. Cây này cũng trực lắc, có cốt cành đều luôn cô chú chị nha. Dạ, cây này nếu mà cô chú về chơi bonsai cô chú cắt lại giùm em. Còn này em đang cắt cho chặn mình chơi phơm tàn thông á cô chú. Cây thân lắc đế cũng khá là đều nha cô chú chị. Rồi cô chú nha, mình xem kỹ bộ đế giùm em nha. Đó, đế nè cô chú ơi. Nói chung là đế cũng đẹp đẹp không mời cô chú. Mà giá rất là mềm luôn nha. Rồi em sẽ đo. Rồi quanh eo vị trí này là mình được 24 nè nha cô chú. Rồi, rồi. Trên đây là cũng là 24 luôn nha cô chú ơi. Rồi, trên đây hơi nhích là một xíu luôn. Rồi, đường thang thì lắc lượng nha. Chi cành thì cũng qua nhậu hết rồi nha cô chú. Rồi cây này là cây mã số 03 nha cô chú ơi. Rồi cây mã số 03 này thì giá em mong muốn giao lưu cùng cô chú là giá là 1 triệu nè. Đó. Rồi, 1 triệu thôi nè. Cô chú anh chị nha. Em bao phí ship luôn nha cô chú ơi, ship toàn quốc cho cô chú nhà mình luôn nha. Dạ.
Rồi em gỡ rồi ha. Rồi mã số 4. Rồi mã số 04 nha cô chú anh chị ơi. Đó, clip này thì em chỉ có giao lưu một cây tàn thôi nha cô chú. Đó. Đó, cô chú có nghĩ ủng hộ thì ủng hộ giùm em nhé. Cây tàn này thì nói chung là nó không có được to, nhưng mà nó được cái form tàn rất là tròn. Đó, chi cành đóng thì cũng rất là đẹp luôn nha cô chú. Chi cành nó đóng nhìn nó khéo cây lắm cô chú. Dạ, thân lắc nữa nha cô chú. À, thân thì lắc lượng, chi cành nó đóng nè, nhìn rất là khéo cây. Nói chung cây này cô chú về chơi có chơi bonsai cây này cũng đẹp. Nó nói chung là bộ đế nè cô chú ơi. Đây, đế nè cô chú. À, theo em thì bộ đế này cũng là khá rồi nha cô chú. Này cũng nở cũ luôn nha cô chú. Dạ, nói chung là có cái rễ này thì em thấy nó cũng hơi treo keo, nhìn giống cái nó xuôi về đây, nhìn giống có cái đuôi em để thôi nhớ cô chú, về cô chú không thích rồi cô chú cắt bỏ giùm em nha. Rồi quanh vị trí này 23. Đúng rồi. Vị trí này 25 kỳ vậy. Rồi. Rồi em quay một vòng em báo giá luôn nha cô chú ơi. Đó, ở trên là lớn hơn ở dưới. Dạ rồi, cây mà này, mã số 4 này giá em mong muốn giao lưu với cô chú là 2 triệu nha. Em vẫn bao phí ship là toàn quốc nha mấy cô chú ơi. Dạ rồi, 2 triệu chẳng cô chú anh chị, cây lùng lực cái tầm trung vừa chơi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị ủng hộ giùm em cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, rồi em đã cây luôn rồi. Okay. Dạ, mã số 5 nha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 05 là một cây trực lắc nha cô chú ơi. Đó, dạ. Tay cành này đóng nè. Cây này tay cành đóng đẹp nè cô chú. Rồi, chi cành tứ diện cô chú anh chị nha. À, cây này tay cành đóng rất là đẹp nha cô chú. Rồi, đế nha cô chú ơi. Nói chung là đế nó nằm cũng nè, dưới đây nè, nó nằm lằn ngoằn lẳng ngoẻo nha. Nguyên một bể dưới này luôn á. Nguyên một bể nằm lằn ngoằn lẳng ngoẻo luôn. Rồi, em sẽ đo thông số rồi em báo giá luôn nha cô chú ơi. Đó, vị trí này nè, là 26, hơi cắn chút xíu. Đó. Rồi, trên đây là 24. Rồi, đây là 22 rưỡi. Rồi. Đế là có đế nha cô chú chị. Đây đế này nha cô chú ơi. Nói chung là đế này cây này nhìn cũng được nha cô chú. Nói chung là mấy cái này hàng đế từ khá khá cho lên không mà cô chú ơi. Rồi cây mã số 05 nha cô chú ơi. Rồi giá cây mã 05 thì em cũng mong muốn giao lưu cùng cô chú giá là 1.500.000 nha. Dạ. Tao phí ship là toàn quốc luôn nha cô chú ơi. Dạ rồi, 1.500.000 mã số 5. Dạ. Em đổi luôn nha. Dạ rồi mã số 6. Dạ rồi, đây là cây mã số 06 nha cô chú. Đó, có một cây này dáng đổ dáng bay đó. Đường thăng ai cũng quay một vòng cho cô chú nha, mình xem kỹ ủng hộ giùm em nhé. Đây ạ. Rồi cô chú ơi. Ha, bộ đế nè. Đế này cũng xuôi theo chiều bay đâu nha. Dạ, đường thăng của nó, đường cái thăng chính của nó lên lắc lượng nhìn khá là khéo nha cô chú. À, cái cành này bay ra nè. Đó. Nói chung cây này nhìn chơi bonsai khá là hay nha cô chú ơi. Rồi, em sẽ quay một vòng rồi em đo thông số luôn cô chú ơi. Đó, cây này cây dáng bay nha. Rồi, em sẽ đo thông số luôn. Rồi, vị trí này là được 26 nha cô chú ơi. Dạ, 26 rồi. Rồi, 26 nha cô chú. Rồi, tổng chiều bay ra ngoài là 60. À, em quay một vòng rồi em báo giá luôn cô chú ơi. Rồi, cái này giá là 2 triệu nha cô chú ơi. Dạ. 2 triệu em bao phí ship luôn nha cô chú. 2 triệu. Có 2 triệu thôi, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú nhà mình luôn. Rồi, cây này mã số 2 triệu nha cô chú. Mã số số 6 của mình. Dạ, mã số 6 giá là 2 triệu ạ. Rồi, em đổi. Mã số... Rồi, mã số 7 luôn cô chú anh chị nhà mình ơi. Số 7. Đó, cây này thì nhỏ thôi nha, không có hoành, không có lực lớn. Nhưng mà đế đẹp nè, tay cành cũng đẹp, cái dáng hồi đầu luôn nha cô chú. Đó. Nhỏ mà có vỏ ha. Đây, cái dàn chi xương này cô chú về có thể lọc bớt 1-2 chi nha. À, còn em thì để nguyên thủy nha cô chú nhà mình, về cô chú nhà mình cắt theo ý của mình nha cô chú. Thân lắc đế sổ nôm cao luôn á cô chú chị. Sổ nôm mà nó gom đặt lại nha cô chú nha. Rồi em sẽ đo thông số luôn nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Rồi vị trí này là ấy dạ, thẳng quá giục tay luôn. Rồi vị trí này là 22 cô chú ơi. Đó, đây 18 nha. Rồi, cũ là 55. Sổ là được khoảng 2 tắc 2. Rồi, em quay một vòng luôn. Rồi,
trâu này nhỏ nhưng mà khéo tay nha quý cô chú anh chị. Đế sởm mâm, cái thân nó nu nặng ở trong đó nha. Có cốt chi luôn ạ. Cây này mình giao lưu giá bao nhiêu nha? Dạ rồi, cây này thì em cũng muốn giao lưu cùng cô chú là giá là 1.200.000. Em bao phí ship toàn quốc luôn nha cô chú ơi. Dạ, 1.200.000 nhớ. Giá rất là dễ chơi luôn nha cô chú. Dạ rồi, em đổi cây. Rồi, tiếp theo là cây mã số 8. 8, rồi cây mã số 8 nha cô chú anh chị. Một cây dáng trực nha, tay cành cũng khá là điều. Bộ đế cũng rất là đẹp luôn. Chi cành cũng đều nha cô chú chị, lên này lên da mé già cây ha nha cô chú nha. Đế thì nó trải đều bầu luôn à. Đế này là nguyên một bầu luôn nha cô chú, nguyên một bầu đế luôn á. Rồi. Rồi, em sẽ đo thông số luôn nha cô chú anh chị ơi. Cây này có củ nở nha cô chú chị. Rồi, chiều cao là được 80. Dạ. Quanh eo vị trí này được 23. Dạ, dạ. Vị trí này được 20. Đó. Rồi, đường kính bầu. Đường kính bầu được 40 nha cô chú ơi. Đây cô chú, nhà mình ủng hộ, xem kỹ ủng hộ giùm em nha. Cây này tới đâu đế tới đó. Nguyên một bầu luôn nha cô chú ơi. Cây này đế rất đẹp nè. Nhỏ mà có vỏ. Rồi, cây mã số 08 này thì em cũng mong muốn giao lưu cùng cô chú, giá là cũng là 1.200.000, bao phí ship luôn, toàn quốc luôn nha cô chú ơi. Dạ, 1.200.000 rồi cô chú nha. Rồi, em đổi cây luôn. Dạ, cây mã số 9. Rồi, cây mã số 9 nha cô chú. Đó, một cây lắc nha, một cây lắc bay nha cô chú. Rồi, cái này mình chơi dán bay cũng được, hoặc là mình chơi đổ cũng được nha cô chú nha. Nói chung đổ thì mình sửa lại. Cái cần bay này xuống xíu. Đây cô chú, cái bộ đế là đế là củ đặc luôn nha cô chú ơi. Cây này thì nói chung là cái củ nó rất là đẹp cô chú. Dạ, cây này thì cũng có cành đều đều nha cô chú anh chị. Rồi em đã đo thông số luôn cô chú ơi. Rồi 90. Tổng chiều bay là 90 nha cô chú ơi. Rồi đo quần eo luôn. Rồi quần eo vị trí này 23. Vị trí này 22. Dạ rồi. Cái cũ nè cô chú ơi. Rồi cây cây mã 09 nha cô chú ơi. Cây này thì em cũng mong muốn giao lưu cùng cô chú, giá là 1.500.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú nhà mình luôn nha cô chú ơi. Giá rất là dễ chơi luôn nha cô chú. Dán bay luôn nha, 1.500.000. Dạ. Mã số 9 nha cô chú anh chị. Em đổi cây luôn nha. Rồi em đổi cây. Dạ, mã số. Rồi cây mã số 10 nha cô chú anh chị. Cây này thì cây trực bên đây thì nó dạng nó lắc nó co, cái gì rất là quái nha cô chú. Cây này nếu mà cô chú ấy thì cho em sửa bầu lên xíu nha cô chú, cái bầu này hơi to nha. Cô chú nha. Dáng cũng lạ lạ. Nói chung là dáng cũng hàng quái quái nha cô chú ơi. Đây, đế nè cô chú. Nói chung là đế cũng đều nha cô chú. Đó, cũng chạy đều. Cây này cũng có củ nở luôn cô chú chị nha. Rồi em sẽ đo thông số luôn nha cô chú anh chị nhà mình đây. Rồi, cao là 85. Dạ. Rồi, em đo thông số luôn. Rồi, vị trí này là 37 nha. Đo ngay, nó cắn cái củ này nha cô chú ơi. Cắn củ này xíu nha. Đó. Rồi, đo xích lên trên đây nè. Đây là 30 nha cô chú ơi. Đây là 27 nha cô chú. Cũng khá là đều luôn. Rồi, em sẽ quay một vòng luôn nha cô chú ơi. Rồi cây mã số 10. Cây này thì em cũng mong muốn giao lưu cùng cô chú giá là 2.000.000. Dạ, 2.000.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú nhà mình luôn nha. Cây này cô chú cho em sửa cái bầu lên xíu nha. Cái bầu này nó bự quá trời bự. Dạ, rồi. Dạ, rồi. Mã số rồi, 11. 11. Rồi cây mã số 11 nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nhà mình xem kỹ ủng hộ giùm em nha. Cây này khá đẹp nè. Cây này cũng khéo cây lắm cô chú. Cái thân nó lắc luôn nha. Thân nó lắc ở đây cô chú. Đây em để chừa ra bên cạnh. Ở đây em chừa ra bên cạnh. Này cô chú anh chị mình ghép mai quắn vô nó rủ xuống cái thân lắc này nhìn chị. Dễ thương lắm cô chú anh chị. Đế là có đế luôn à. Đế nha cô chú. Đế nó cũng sổ nôm luôn nha cô chú anh chị nha. Rồi em sẽ đo thông số cho cô chú anh chị nhà mình nha. Rồi em sẽ đo thông số nha cô chú anh chị ơi. Rồi, cao là 80.
Hoành vị trí này là 24. Ở đây là 22. Ở đây là 21. À. Cái cũ là 52. Rồi em quay một vòng cô chú ơi. À. Rồi cái này giá là 1 triệu luôn cô chú ơi. Dạ 1 triệu trắng luôn á cô chú. Giá cũng rất là dễ chơi nha. Nói chung là giá rất là mềm luôn nha cô chú ơi. Rồi. À mã số 12. Rồi mã 12 cô chú anh chị ơi. Cây này không cao, thân lắc có cốt cành nha cô chú nha. À để nôm sổ luôn nha cô chú anh chị. À, cái lắc ở đây nè. Khá là ngặt nha, khá là khéo cây luôn cô chú ơi. Đây cô chú nha, mình xem cái lắc ở đây nè. À. Đế là đế sổ cao luôn nha cô chú anh chị. Để sổ luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi em sẽ đo thông số luôn nha. Rồi cao là 1m1. À. Đây cô chú anh chị ơi. Cây này khéo lắm cô chú. Cốt cành thì có đều hết cô chú anh chị nha. Rồi em sẽ đo thông số luôn nha. Ở da lộn mặt thước. Ở đây là 29 nha, cái này hơi cắn chút xíu nha cô chú ơi. Ở đây là 26. Ở đây là 23. Đo ngay cái cũ này chà bá luôn nè. Ở đây là 27. Nha. Rồi. Cũ là 84. Sổ là 2 tắc 2 luôn cô chú ơi. Rồi cây mã số 12 nha cô chú ơi. Rồi cây này em mong muốn giao lưu cô chú, giá là 1 triệu 500 ngàn bao phí ship luôn nha cô chú ơi. Dạ, ship toàn quốc luôn. À, cây có 1 triệu, 1 triệu mấy không à cô chú ơi. Cây này dễ chơi lắm cô chú ơi. Giá rất là mềm luôn ạ. À. Dạ. Đổi. Dạ. Dạ rồi tiếp tục với cô chú là một cây mai nhỏ nha cô chú ơi. Rồi chúng đo chiều cao. Dạ. Cây chật nha cô chú. Cây này nhỏ thì em kêu mai nhỏ luôn. Rồi mét 4 cô chú ơi. Cái này ốm mà cao ha. À, tay cành cũng có đủ luôn. Nhỏ nhỏ nhưng mà bộ đế dữ lắm nha cô chú. À, cây này nói chung là đế nè cô chú ơi. Giống như là mai sắp đế nha cô chú. Đế sổ rất là đều đi nha. À, mà cái này là hàng tự nhiên chứ không ai sắp nha cô chú. Dạ. Thiên nhiên sắp. Nó giống như là hàng mình sắp đế nha cô chú ơi. À, dạ. Rồi quanh 16. Dạ. 15. Rồi em đo tổng với bộ đế luôn. Đó 72. Để như cây sắp đế luôn cô chú. Rồi cây này giá là 600k luôn nha cô chú ơi. Dạ 600 ngàn. Đó có 600 ngàn nha cô chú. Em bao phí ship luôn nha cô chú ơi. Dạ giá dễ chơi luôn cô chú. Giá rất là mềm nha cô chú. Dạ rồi em đổi luôn nha. Mã số 13. Rồi cây này là cũng như là cây cuối clip của em luôn nha cô chú. Cây mã số 14 là cây cuối clip luôn nè cô chú anh chị ơi. Dạ mã số 14. Đó cây nó có cũng đường thân lắc lượng dáng bay bay á cô chú. Cái này mình trồng hơi xéo xuống xíu là cho dáng bay được cái này. Dạ đúng rồi cô chú, vậy cô chú trồng cô chú cho nó xéo xuống chút xíu rồi là ra dáng bay nha cô chú. À. Cái này già lắm rồi cô chú, chỉ cái da nó nơi xù xì hết trơn. Dạ. Rồi cô chú nhìn xem kỹ bộ đế nè. À, đế cũng khá là đế luôn. Rồi em sẽ đo thông số luôn nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Lộn mặt thước. Rồi vị trí này 21. Vị trí này 22. Rồi 45 nha cô chú ơi. Dạ, tổng chân bay là 45. Rồi em quay vòng luôn. Đã rồi cây này thì em cũng mong muốn giao lưu cô chú, giá là 1 triệu 200 ngàn. Em bao phí ship luôn nha cô chú. Dạ 1 triệu 200 ngàn. Dạ rồi đây là cây cuối clip của em luôn nha cô chú ơi. Đó. Em cảm ơn cô chú rất là nhiều đã ủng hộ em trong suốt những thời gian vừa qua nha. Cảm ơn Phương, cảm ơn kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang đã tạo điều kiện em để được giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. À, số điện thoại của em là 0915 977 370. Rất mong cô chú anh chị dành thời gian để xem để ủng hộ em cái clip này nha, để em có những cái động lực em ra những clip tiếp theo ạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Dạ, rồi em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo tại bài chuyện của anh Trung luôn ạ.